sĩ là Đức Cầu có đôi lời tâm sự với tất cả chư quý vị đạo tâm cùng ban tín đồ Phật giáo anh em, cùng là đồng đạo đạo hữu của mình, của Trung Quy, sống trong một niềm tin cuối cùng rất ngắn gọn, kết luận và hiểu biết thêm qua những cái quá trình học đạo của mình. Học đạo để làm gì, làm bằng cách nào, cư xử với ai ta phải nói sao, ta phải làm gì cho đúng, là một con người hay là mình tu học để đòi hỏi muốn lên danh phận, hay là muốn làm Phật, làm tiên, làm thần thánh, chắc có lẽ cũng phải. Vì ai xuất thân ra để tranh đấu, tranh danh đạt lợi cũng muốn làm. Một là chức tước quyền cao, hay là địa vị, tài sản, đấu tranh sang cả nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, con cưng. Đi thì có người tung hô dạng thế, hoặc là họ sẽ tôn trọng mình. Đó nói về đời. Còn đạo trước khi tu, nguyện tu giải thoát, nguyện tu siêu thoát. Nguyện tu thì chắc có lẽ quý vị và tất cả đồng đạo, đạo hữu cũng mong là cầu về Phật Pháp, sanh thế giới cực lạc, thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành thần. Nhưng chúng ta phải đi từ giai đoạn 1 và lớp 1 của mình cho đến lớp 12, đại học, cử nhân, tiến sĩ gì đó vân vân. Chứ không phải tự mình chưa được thường học mà mình muốn trèo đèo. Xin thưa tất cả và ở đây nhủ lòng vì tất cả quý trò và quý đạo hữu đang chào mừng xuân mới, không biết gì hơn Bần Sĩ và Đức Cậu và tặng cho quý vị những gì mà còn lưu tâm, lưu dẫn mãi mãi qua các những món ăn của hồng trần này. Thế gian này thì ăn rồi hết, rồi mất. Nhưng món ăn tinh thần này có thể là quý vị nào vượt từng cấp bậc năng học, quá trình, tiêu chuẩn, vượt cấp, cố gắng thì vị ấy được đạt quả thành công. Thì xin thưa ở đây tất cả quý vị, Bần Sĩ không có làm thầy quý vị đâu, mà chính quý vị phải làm thầy quý vị đó. Làm một người thầy cho đúng, làm một người dân Phật quốc cho bằng được. Cho nên hôm nay Đức Cậu muốn giúp tất cả quý vị một món quà đặc biệt này. Nếu mình cố gắng thì sẽ vượt cấp, ráng cố gắng tập làm dân Phật. Chắc có lẽ mình phải sang thế giới thần tiên, làm dân tốt đẹp, sống xã hội hiền hòa, không còn thấy cảnh bất lương, xốc xạo, đa mưu thù hận nữa, không còn chia phe đẻ phái nữa. Chúng ta sống dân chủ, bình đẳng, thương yêu nhau, lời nói thuận hòa, nhân hậu, nhân ái. Thì trước nhất tiên chính chúng ta phải tập làm dân Phật quốc. Tập bằng cách nào? Chúng ta sống phải có tình thương, phải bác ái, phải bị tha cho tất cả mọi người, sống hài hòa trong cuộc sống, sống cho mọi người, sống cho chúng sanh, sống cho bá tánh, sống cho nhân loại của mình. Đừng sống riêng rẽ mà gò bó, mà cột nhốt mình, trói buộc trong mảnh đất khổ khắc gai châm, hay là tự mình đào sâu nhốt mình dưới A Tỳ địa ngục. Đó là mình sống cho mình, mình không biết ai hết. Còn việc mê tín không biết ai mà cúng dân trời Phật, kêu réo đèn nhang tỏ rọi, hoa quả trăm muôn ngàn để thờ cúng linh đình, trống phách kèn lao, dỗ về cầu xin trời đất giúp cho mình sống thêm nữa, để làm giàu làm có, để thu hồi thu góp, để dụng lợi, để làm cho tất cả mọi người phải đau khổ quằn quại khi ta đã làm, mà ta đâu có biết ta sẽ gây tội lỗi, ta đâu có hay. Ít có mọi ai sống cho tất cả mọi người lắm. Người ăn vui là mình, người có hạnh phúc là mình, họ ăn no dù ta phải đói. Trong cái đói ấy ta sẽ được ăn no, ta ăn bằng tinh khiết của Phật, ta ăn bằng sự tốt đẹp, sự trong lành, sự an trang, ta ăn bằng món ăn tinh thần đặc biệt, vô cùng là những lời cho tất cả mọi người. Sống mà ta sống cho mọi người thì nên sống. Còn như mình sống cho mình, quay quần rồi cũng bỏ cái thể xác này, rồi cũng quỷ thiêu ra tro bụi, đầu tắt mặt tối, gian lưng đầu đội dây mang, cổng sắt dạng đường, thức đêm thức hôm trằn trọc, để rồi mờ mịt sống trong cảnh hư ảo. Tất cả nó đâu có giúp mình được, nó đâu có ương trượng được mình một cái sự lành tốt đẹp trong trắng bao giờ, mà nó sẽ giết mình. Vậy là mình phải bị thống chế qua tất cả những vật đồ mà nó đã dùi chôn mình, nó sẽ lấp mình, nó sẽ đô hộ mình, sai khiến mình, nó giết đi cái sự tinh tấn tốt đẹp, nó giết đi những cái sự
trong lành, bình đẳng. Nó giết mất cái tình thương, nó lấp đi những dạng đường ngay thẳng. Nó dụ mình vô địa ngục A Tỳ, A Tu La súc sanh. Nó suối mình làm những cái chuyện mờ ảo, không thực tế. Quên cội, quên nguồn, quên anh em cha mẹ, quên đồng hữu, quên đồng hương, quên nhân loại, quên láng giềng, quên tình, quên thủ túc. Cũng vì bả đỉnh chung, một miếng mồi quá to béo ngọt bùi. Chúng ta hối hận đi. Hôm nay Đức Cậu tặng cho quý vị một món quà đặc biệt. Ráng cố gắng tập sự lại đi. Mình sống cho tất cả mọi người, đừng sống cho mình nữa. Dù có chết sau này, tên cũng đề, bản cũng xử, không có mất ở đâu. Ta phải an vui với sự việc cao cả của mình. Bao nhiêu năm trong kiếp đời này, nếu tất cả đạo hữu còn, anh em còn, mà được hiểu biết trong một thời đại văn minh của tất cả các đấng các ngài, hạ phàm gian bằng một cách rất tuyệt vời, một cách rất là huyền bí, đổi hết tại đi, đừng mê nữa. Những cái cũ kỹ quý vị đừng có đưa ra nữa, nó đã xưa cũ rồi. Chúng ta phải thành lập lại những gì mới, do bàn tay của Thượng Đế tạo dựng, xây chuyển, quay quần, đổi, bỏ. Thì chúng ta phải quay, phải theo cho kịp bánh xe tạo hóa, nếu không phải bị nghiền nát hết. Phải tập sự làm người tốt, tâm tính phải thường hòa, lòng phải bác ái vị tha. Người khổ đau chính là mình. Ăn mày, ăn xin, tật nguyền, đói, côn, khát nước chính là ta đó. Một dòng huyết thống với nhau, nước mắt cùng mình. Tình thương ấy sao tất cả quý vị bỏ trôi đi theo dòng suối. Đùm bọc lẫn nhau, thương yêu nhau. Chúng ta sống rất cao cả, phải hy sinh trên mọi việc làm, không ngần ngại nếu chúng ta làm đúng, để xây dựng lại xã hội ngày mai của thần tiên Phật Thánh. Có nghĩa là ngày mai sung sướng vô cùng. Người hiền đức là người thánh đó. Người có nhân hậu nhân ái là người thánh nhân, đức rộng tài cao, không còn sống bừa bãi với cái tập tụ khốn cùng như thế này, côn đồ dã man, không hiểu biết gì nhân luân đạo nghĩa. Cho nên hôm nay bần sĩ xin nói ở đây, cùng xin tặng cho quý vị một đôi lời này, để quý vị cố gắng trong việc làm của mình. Lượng si, mình phải làm chủ, mình phải cai quản cơ quan bản thể của mình, trên bước điều hành của mình. Tự mình giết mình chôn mình giam hãm trong tù đày, mình không biết ngày nào phóng thích được. Chúng ta không nên mê muội mà than gian trách phận. Có ai sử dụng được mình, có ai xử lý được mình, có ai tha tội được mình, mà có ai giết được mình? Mình muốn sống, muốn chết, muốn còn, muốn mất, muốn tăng trưởng sự cao cả. Mình hạ tầng địa ngục rồi, làm chuyện thấp kém, dơ bẩn, tội bại, tối tâm, mù lòa, mù quáng, quên cội, quên nguồn, quên anh em, cốt nhục, đem ra sới bới, chửi mắng, la làng, phân chia từng món ăn muôn mảnh, thật là khá sợ cho tất cả chúng sanh. Hôm nay quay đầu về đi tất cả cho quý vị nào. Nói chung, trong đồng đạo hữu, nếu còn một ít gì thì đừng bao giờ mơ mộng nữa. Quay về sự thật để tu tập đi, làm dân Phật quốc. Chúng ta sống tổ quốc quê hương, đồng chủng sống mực mày. Dù khổ nghèo đói lạnh, dù tơi tả bên ngoài, nhưng bên trong ta là một pho tạng, là một thành lũy chắc chắn, là một dòng suối trong lành, một cảnh giới thần tiên, một kho tàng bảo vật, một con đường giản tiện để đưa mình thoát khổ, một cái khu mà mình không đi du lịch, rất đẹp, rất tốt, rất lành, rất thoải mái, rất mát mẻ, rất vui, rất thích nhất. Không quay về giữa mình để phương hướng nghĩ ngợi xấu hổ vô cùng, qua những trạng thái mà mình hằng mong ước quyển hoặc không kết thành tựu được đâu. Ngay bây giờ chúng ta làm dân Phật quốc phải trở về sự thật, đừng toan mưu tính kế, đừng cao vọng ước mơ. Những người tu hôm nay nếu còn sẽ bị ngã ngủ qua thế lực, qua tất cả những trạng thái đau thương của lũ ma lôi kéo mình. Phải sửa đổi từng một điều của mình, tướng diện, tâm tánh, trí. Hãy quan sát cho kỹ lưỡng, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu trăm đời kiếp quý vị quên quý vị rồi. Mình quên mình thì làm sao nhớ được đường về Phật được. Lâu quá, nhiều đời nhiều kiếp quý vị không thương quý vị rồi, không mến mình rồi, mình bỏ quên mình rồi,
Mình không còn hoài tưởng tới mình, làm sao mình hoài tưởng tới các đấng các ngài ngôi cao đậm đẳng cấp đạo hữu, đồng đạo chúng sanh ba tánh. Ta đã hết hơi hết tiếng, chúng vẫn coi không có gì, nhưng bần sĩ không có ngại ngùng đâu, chỉ cho dân thoát khỏi cảnh đau sầu. Chỗ nào hố, chỗ nào hang sâu biển thẳm, chỉ cho đạo nước ma cứ tắm, chỉ cho trò đừng đi dẫm cảnh chông gai. Ráng tu đi làm dân Phật quốc mới gặp được đức ngài. Chân thuyền mỹ ráng miệt mài cho vàng. Đến ngày đó đó rồi mình hổ thẹn, bảo học ráng siêu tầm thì mới vẹn niềm tin. Mài dũa tâm trên bước đăng trình, phải cố nhận để rồi cầu xin Phật đầu. Bần sĩ thấy tam quân nhũ bộ sắp nát tan thì sự khổ dập dồn. Ta ngồi đấy mất xác còn hồn, đem bộ thí cõi càng khôn gió trù. Bài bổn đó nhắc đạo tâm chăm chú, học để tập làm người, để người ta ghi chú lại tấm bia. Một phút giây cảnh hư ảo cũng lìa, sang dưới cả một canh phía cũng tàn rồi. Đạo phải biết, trò phải thông giảng dài trong bụi, trí sáng bừng đừng đem dội phải mờ lu. Giảng chỉ hoài mà trò không chịu công phu, mài miệt sẽ có ngày nên danh phần. Chỉ dạy bảo thì nói tôi còn nghèo còn bận, mắc bị tải diệt gia đình thì làm sao thầy dân trò lui. Còn đến học tu mà còn thái quá mê vui, muốn đông đảo để nếm mùi khen chê dần. Đến kết thúc rồi trò mới tận, thì sự việc đã an bài rồi, đừng hào hứng sẽ không nên. Buổi này đây không khắc phục làm sao nên, không hiểu được làm sao về nền an lạc. Nhìn quý vị, nhìn loài người sắc mục mà thân còn lấy như quải nát ở bên trong, còn đứng đi thơ thần giữa trần hồng. Hồn tư tưởng bị nhốt trong địa ngục, tại mê mẩn tiền vàng bạc chục, tại đắm say kết thúc trăm qua, tại ngựa nghiêng theo đám yêu tà không chặt kẻ để giữ ngôi nhà bán thề. Tập làm dân Phật quốc đi, để ta tầm về cõi rễ, đừng có nô đùa rồi phải bị chôn dưới bể hô sâu. Người tu hành chỉ có một câu, một nhất một sẽ thoát khẩu qua bể ấy. Nói phải bước không bao giờ đi trở lại, hãy làm phải thành khỏi lại bái trời cao. Nói tiếng tu với việc bỏ sắc lụa màu, tâm không liếng cảnh sang giàu cáo bần. Bao nhiêu kiếp ngoan tàn nhìn thấy tận, giác ngộ thân rồi phải lui bước cho xa. Cảnh thế gian có đấm lụa nhiều ngàn, cũng hoài dột không phải nhà ta nương ngủ. Nếu làm dân Phật quốc thì giờ trò nên chăm chú, sửa đứng đi rồi lại ngồi nằm, lớp tỉnh thuyền quán xiến lại chân tâm. Đem giáo lý thì thầm thầy dạy dỗ, học tu ráng đói nghèo cực khổ, lòng hy sinh bối bổ đáp ân. Bỏ tham mưu buồn hơi hận sân, đừng nhỏ hẹp quá bần quá tệ. Đức
hạnh đó sau này bảo vệ. Còn phước quá cao về chính bề ngôi xưa, chịu cực thân dài dãn gió mưa, thuyền lai đảo thì đưa trò qua bay. Mình tu niệm cực thân không nệ, phải hy sinh đừng kể đừng gian. Nói với chúng sanh cũng vậy, cũng là một dân tộc da vàng, dù đời hay đạo không có luận bàn phiển trách. Tấm gương ấy chỉ cho, rồi thầy đã dịch nêu lên bản phong thần, rồi cách rồi ngăn. Ai người chánh giáo trọn trăng, ai người ngoan ngoãn rồi vượt khó khăn sau này. Ai sinh tối cao tối thượng cảnh này, thì trên Phật độ sau đây bớ tròn. Luận đạo giảng thì ta đang lo cho chúng, nhưng phàm phu kia tưởng hưởng dụng thế trần. Bao năm suốt tháng nhiều lần, ta ngồi mài mực rừng tầng thở than, muốn kêu réo cả xóm làng chung sức lo tu đi Phật tha lực nhiều đời. Quan nghiệp kia nặng quá người ơi, không tu niệm biết mấy đời cho hết. Răng sám hối cho đến bây giờ tới chết, răng ăn năn mới hết nghiệp quan tiền. Mình tu đâu được bình nguyên, xác thân phải chịu chinh nghiêng từng giờ. Để thử thách, để trả một món nợ vô bến vô bờ, nếu không Phật cứu hiện giờ phải quy nợ nào. Nợ nấy từng khi cao như hòn núi từ bi mới tường. Hôm nay bần sĩ chỉ rõ cho quý vị biết được con đường sống làm dân Phật cõi trung ương đại đồng. Bỏ đi tính cách diễn giống, ăn ở một lòng ngay thảo thương yêu. Phải cố gắng ít nhiều ta phải có, dìu dẫn nhau đừng bỏ không nên. Hy sinh xây đắp cội nền, sống an lạc quốc kề bên thánh hiền. Muốn trở lại Phật tiên đâu dễ, đâu phải nguyện âm thầm và ca kể bên ngoài. Bỏ đi cốt nhục nhân loài, không thương đùm bọc kề giái giúp người. Muốn làm dân Phật quốc phải ráng vui tươi, giúp người thoát khổ. Ta tư cừ bên trong, giúp ai trong cảnh não nồng, cũng đồng nhận lỗi một lòng với ta. Mình tu niệm theo gót của Phật Đà Di Lạc, phải làm sao tạm gác mê si. Lúc nằm lại đứng cùng đi, thầy truyền quyền bí cho thì trò chăm. Nếu bình tĩnh ráng thì thầm kiểm việc, sửa tánh tâm để hiểu biết làm người. Buồn vui lẫn lộn không tư chính mình, xô xát rồi hoại hư cần kề. Đâu có gì đâu, mình tu mà, đâu có cái cảnh si mê. Không cần danh lợi khen chê bên ngoài, bên trong là Phật Như Lai, là thờ Thánh Chúa Đức Ngài Quan Âm. Dù cực khổ cũng âm thầm cam chịu, không có cần quà điếu làm gì. Tâm của mình phải rèn luyện từ bi, đừng để quỷ khinh khi không được. Mặc ai kẻ ăn ngang nói ngược, trò nghèo nàn cứ vượt qua bờ. Sớm chiều học lý học thơ lời, thầy để lại hiện giờ làm sao. Muốn tu niệm nhưng quá là danh vọng rất cao, chưa tu mà đòi làm Phật thì thành sao bới trò. Tu bòn mất đạo đức to, thầy về kiểm việc thầy cho mình giờ. Phải cố gắng để nên thơ hiểu lý, phải chú tâm lòng có thầy chỉ đường nào. Đừng tu cái miệng bào hao, tâm mình còn xấu như dùng áo bùn lầy. Phải cố gắng theo thầy học vấn, tự rèn lòng tinh tấn nhiệm màu. Tự ta tu thoát chốn bể vô, tự giải thoát về đánh đầu Phật bao.
thần mà lo nói đạo, chưa làm được việc hiền còn hung bạo bên trong. Giờ đây nhắc đạo hài lòng, ráng tu để kiếm giống dòng lạc băng. Mình tu niệm thì cấm không có than, không có thở. Nếu trước mắt mình là nợ của ta, nhiều đời nhiều kiếp kia cả, có nhân rồi có quả hiện là y chang. Nếu không chịu trả nợ làm sao trở lại Tây Phương, không chịu chấp mê nhận còn tình tạm mê đời. Hãy tốt với đẹp, hãy được mình thắng thì mình mới cầu nguyện Phật trời, còn không bỏ đạo tuyệt đời tiêu tan. Chúng sanh hay tu theo lớp theo màn, đặng phần thì tiến, thấy không, mà si phần thì lui. Phật ngài đâu có bùi ngùi, lúc nào cũng vui vẻ đức ngôi lòng hằng. Ráng nghe cậu đi, tập đi, dù có khó khăn cũng nhẫn. Lời này đây thầy dẫn trò về, đắc đạo rồi mới thấy cảnh tái tê, toàn hư ảo bên lề ao dùng. Phật ngài đâu có biểu trò, bưng dân cúng đáp ứng cho được, sang bằng và đi đúng chuyện ngày phiên. Dài đời nhiều sự không hiền, đến giờ khổ khắc nào phiền được gì. Còn một chút rồi cách biệt chia ly, cậu còn ở lại làm chi bơ trần. Ở để khuyên, để nhắc cho quý vị sửa lần lần, để lau chùi trí tuệ sạch ngần sáng ra. Cậu ở lại chi vậy quý vị? Ở đây kinh kệ phổ đà, vì dân lời Phật dạy vậy mà giáo viên. Ở lại đây chi quý vị? Ở đây để lãnh sự cùng điện xóm, chiều gần gũi để khuyên đạo đồng. Cố gắng tu để thoát dòng trần lụy, bảo trò nghèo răng mày trí mới ngoan. Sửa tâm tánh chất trang hoàng, cho mình tuyệt đẹp hưởng tràng bảo châu. Đẹp trong tâm, trong tánh, chứ không phải đẹp với khanh tư công hầu. Đẹp hiền đẹp ý sẽ bền lâu lưu đời. Đẹp tánh chân thật, ăn nói nhẹ lời, vui cười mãi mãi có khổ thời không lo. Đẹp vì tiền bạc chẳng có bơ bơ, đói nghèo thì kể xin trời cho cơm lành. Đẹp ta sống dạ không có nảy sanh, lời ngại ta nói mà việc lành ta trao. Đẹp vì ta được sự cao, hy sinh bối bổ đồng bào cùng thân. Đẹp vì biết hiếu đạo với mẹ cha, biết từ bi nhẫn nhục, biết tu qua buổi này. Đẹp thân đẹp mấy phút giây, không phản bạn lừa thầy là đẹp là xinh. Mình đẹp thân tâm, xác thể không có chống không có kình, không đòi không hỏi mà cũng không xin việc gì. Lúc nào cũng vững dạ từ bi, không qua không lợi không đi không kề. Nhớ son sắt giữ lời thề, thở trước nói ngay đường như mực thước khiêu dâng. Thêm phần cực khổ khó khăn, đó là mài vua tròn trắng thử cho. Ráng học đạo, ngày âu lo năm tháng, bài bổn nhiều đừng có chê chán sao nên. Lúc nào giáo cũng kề bên, dạy trò lời nghiêm trị để dẫn về nền long quá. Sợ cực khổ làm sao về nhà an lạc quốc, sợ cực thân sợ mất vật chất của tài. Cho nên tu mãi tu hoài, tu đâu thành việc bị đài đau thương. Cậu chỉ rõ con đường dinh nhục, cậu nói trong cuộc đời này là kết thúc trắng tay. Bớ thư sinh đừng có so tài, dù kiếm hiệp cũng gãy ngay không đỡ hời. Thương thầy tổ sang miền thế giới, đang tu hành khắp khởi bên trong. Ta lo
năm tháng nhủ lòng, dù cho bị kém bị còng không sao. Diệt sự khổ mới về nào an lạc. Muốn làm dân Phật quốc phải hiền, lòng mình đừng có ngửa nghiêng, tâm mình đừng có tư phiên hào hùng. Một đạo hữu đáng hòa chung dịp thở, thầy gầy trò là nâng đỡ phút này, chỉ cho trò cái dở cái hay, nẻo nào khéo để rồi bị kéo lây mất mát. Quở la trò hay là đã quá, để dạy trò hiền cởi hạt quý thiên. Ngày sau dứt quả nữ miên, cùng thầy trở lại cảnh tiên an nhàn. Không có biết còn lững bàn hằng học, không có trả ơn thầy cực nhọc được đâu. Cánh khuya có héo quá sầu, ta còn mày mực trò đâu có tường. Mày để dạy, để thương để nhắc, chứ mẹ cha nào lại khê khắc với con. Nhủ lòng từng hơi món ngon, để nuôi con dài mập tròn phởn phí. Trò cũng vậy, thầy hằng học để làm chi? Sợ trò hứa hoại rồi cảnh trường thi không về. Muốn đạo lòng bản án danh đề, thì là thầy thúc dục tứ bề canh khuya. Ráng hiệp chung đi đừng có chia lìa, một câu răng nắng học thì bên kia phản hồi. Còn tu thì quá còn nhồi, nhồi cho hết kiếp hết rồi mở lui. Nhất là tu niệm ráng đừng có ham vui bị ngã, không có bỏ Phật trong lòng mình phải ròng rã chăm lo. Nhất là tu phải đèn sách sớm hôm dò, ráng nắng học rồi thầy cho câu điềm. Tự mình thương mình đi rồi mình về mình âu yếm, nếu thấy mất vật gì mình hãy kiếm lại đi mau. Làm giấc Phật bất tay trào, gặp ngày Di Lạc quá cao quá cường. Gặp Di Lạc Phật Dương rồi trò mới quý, thì phải tập làm dân, phải bố thí thi ân. Nói năng phải ráng chuyên cần, nói ra đức phước hồn thân đăng nhờ. Từ đây tới không có hững hờ trong tiếng nói, đừng có nghĩ rằng cậu với thầy là thầy bói nghe không. Dạy trò trò mãi bôn chôn, khuyên người người mãi mê hồn mê linh. Đừng mê nữa, ráng sửa đi, để ta nhủ tình chỉ giáo. Tập hiền hòa ngay thảo trung minh, ở ăn phải có hỡi cơ tình. Biết nhân biết nghĩa rồi bậc thư sinh mới màu. Ráng làm dân Phật quốc đi, sao được sống lâu. Trò đâu có biết thầy hầu hiểu thông, ở ăn mất hết tấm lòng, làm sao hưởng được đại đồng ngày sau. Ráng cố gắng dẹp sắc màu lè lẹt, nếu đến đây thầy dẹp mây mù chỉ cho trò nữa chốn ngồi tu. Sắp rạng ánh sương mù rồi tia sáng, làm người tốt hội mây rồng mới xứng đáng. Nếu làm con người phải kết bạn với thần tiên. Sắc trần ti nọ ngửa nghiêng, linh hồn trực tiếp vô biên cảnh trời. Cách ăn ở còn đua bơi cao thấp, tâm của mình còn cố chấp nọ kia. Làm sao cảnh Phật cho dìa, cảnh tiên mình ở rồi bên kia bớ trần. Tỉnh là đi rồi cậu nhắc cho biết bao nhiêu trăm kiếp dạng ngày lần, chỉ cho trò làm dân Phật quốc đi. Dù sở dù tần cũng quy, dù nằm dù đứng lại, dù đi nhớ lời thầy dặn lục nghi thông thâm. Mình niệm Phật á, ráng âm thầm kỹ lưỡng, phải quán xét được cuộc đời này để dung dưỡng cội từ. Nói dục mình nói chuyện ác ư thì mình phải diệt mới vui tư tâm đầu. Trò không hiểu mình là hoài bảo, ráng đi trò ráng giữ đạo yên thân. Dù cho khổ sở khó khăn, đức ngài còn quăng nặng thì ăn bốn miền. Đâu có phải cầu xuống đây là Phật là tiên, cậu vẫn nối liền giữa huynh đệ tình thâm. Bảo trò phải ráng tu tâm,
ráng tu cho khéo kẻo lầm tà má. Nó gần mình lắm đó, nó không xa. Quý vị, chỉ nhích một hồi là nó kéo rỉ sông mê. Nó đâu cho được mình về, bỏ nơi tiếng Phật Bồ Đề không nương. Thấy không? Nó bày ra tất cả tứ đổ tường, nó thu hút con của Phật giảng đường mờ lu. Cửa nào trò cũng ngao du, làm sao trở lại rừng thu gặp thầy. Tỉnh lại đi, để cầu cho biết một phút một giây, ráng tập làm dân Phật đi, kỳ này thảnh thơi. Hay bàn tay trắng dựa dời, ta đi còn sống do trời thứ tha. Xin cơm của Phật Phổ Đà, xin ngài Bồ Tát hải hà chính tri. Có cái gì đâu mà khổ, mà đau, mà không chịu tu đi. Gạt bỏ rồi cắt đứt từng khí long phàm. Tự mình tu mình diệt, mình đừng có hỏi có ham. Đừng có lựng đàm rồi trút hết tâm lo. Cậu chỉ rõ, đây là chiếc đò lần cuối. Cậu thấy học trò đang đắm đuối sông mê. Đò kề bên chỉ rước không về, còn than trách rồi giải tê tê nơi biển. Chỉ đường thẳng không đi hãnh diện, cứ xé u hoài rồi cầu nguyện la văn. Phật trời hiến xuống chân đàn, Phật kề bên đó mình bị màn u minh không nhìn thấy. Nhìn quỷ tinh nói Phật, chắc có lẽ quý người còn trong giấc chiêm bao. Tỉnh lại đi, uống miếng nước ngọt quá ngọt ngào. Lời lẽ Phật không biết làm sao cho hết. Tập sống sót anh em đoàn kết, dạy trò nghèo chưa hết được đâu đâu. Mùa xuân mới sẽ quay đầu, tỉnh tuồng học đạo canh thâu thầy chờ. Học mau đi, rất vô bến vô bờ. Học tu rồi thực tập, thì hiện giờ khỏi nguy. Coi trong thầy tổ nói gì, thì trò phải lẳng lặng từ khi trao dồi. Phải nhớ, phải chí tâm, phải sửa đổi, chứ đừng có để ôi thôi. Đến cơn sụp đổ tịnh rồi thì nguy. Trước khi làm hành động của mình phải có lượng suy. Việc gì sai trái mà vượt, việc gì đúng đây. Sửa tâm nghe thầy, thì trò trở lại rồng mây dữ kỳ. Hôm nay cầu xin nhắc tất cả quý vị, trong ngoài cũng vậy hết, đạo và đời cũng vậy thôi. Nếu muốn làm dân Phật quốc, là một người dân nhân, hay là nói rằng cậu dạy thấp quá, tất cả quý vị ở bên ngoài bên trong cùng có tán tụng cùng nhau. Pháp tâm của thầy tổ của đức cậu quá thấp kém. Thấp với cao thì do nó quý vị đó, chứ có cái gì đâu. Cái gì là cao, cái gì là thấp? Tu mà cao thấp cái gì? Mài giũa mãi mà cho sạch ngần trong trắng, cho đạt được, cho làm hiền được mà. Tắm gội rửa những dấu vết bận trần mình đen đen dơ nhiều đời kiếp đó, chứ có gì cao cả đâu. Còn không nói chuyện hy sinh của mình, sao quý vị không cân cái sự hy sinh của cao cả hay không? Cái sự hy sinh của mình đó, mà trước mắt thực tế mình không làm đó, mình làm cái chuyện mờ mờ ảo ảo không à, thì làm sao đây? Ai chứng minh cho mình? Ai phân loại? Ai cân nặng nhẹ? Ai chấm cho mình mà cao với thấp? Chỉ mình nói thôi. Thì thôi bây giờ đừng nói nữa, cứ kiểm duyệt lên mình đi, cứ quán xét lên mình đi. Có mình thấp hay cao? Có mình tồi bại không? Có mình có chia rẽ với nhau không? Hay là mình đoàn kết? Có tiếng nói mình có hài hòa trong cuộc sống với anh em, có chia sớt những buồn vui, hay là tiếng nói để cắt đứt đi tình quân thủ túc, bỏ đi dòng giống lạc không? Kia phe rẽ phái làm cho loạn cuồng thì thầy tổ nào vui được? Chính mình giết thầy rồi. Thầy là chủ tể trong lương tâm của mình, trong tư tưởng linh hồn, chứ đâu có thầy ở bên ngoài. Ở thế gian này không ai làm thầy tất cả quý vị được hết, chỉ mình có thầy ở bên trong. Cho nên lời nói này lao lược để xin tặng quý vị trong mùa xuân mới. Nếu quý vị nào thần lòng, thần học thì phải phát nguyện và tạo thêm đi. Giờ quý vị có phương tiện đó, ráng thật tập. Mình tập thì khó chứ, tu tập mà, tu học chứ đâu có dễ đâu. Mới thành công thành danh tội, đèn sách thức đêm, xôi kinh nấu sự chịu thử thách gò bó, cảnh đau thương chứ đâu có phải dễ.
Nói dễ rồi ai cũng thành Phật hết hay sao? Đường về Phật rất khó lắm. Làm dân Phật quốc trước đi, ngày chấm mình đi, rồi mình mới tu. Tu làm Phật, làm tiên, làm thánh, làm thần. Thì bây giờ là bần sĩ là ai đức cầu chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Quý vị ráng cố gắng để tầm phân thêm, chứ nói hoài nói mãi đâu biết nói gì giờ. Mong quý vị phải ráng cố gắng làm người tất cả mọi người thương mến mình là Phật thương đó. Vì Phật người không nè, Phật chưa thành chứ đâu phải tầm thường đâu. Mà quý vị không nhớ, quên đi, cứ say mê, cứ đắm đuối. Có cái hướng quý vị rất là thái quá, cao cầu quá. Cái mộng đó để làm gì vậy? Không thành đâu. Thôi đừng mộng mơ được. Trời sắp tru, đất sắp diệt rồi. Đừng mộng mơ, dừng tay lại đi. Bỏ cút trốn chạy đi, quỳ xuống xin Thượng Đế đi, khấu đầu cung bái chiêm nghinh trời đất đi, để tạ cái lỗi lầm của mình đi, để chấp nhận cái sự đau thương gánh chịu, để Ngài xóa tội cho mình đi. Phải thương dân của Ngài đi, con của Ngài đi, phải mến cùng nhau, phải thương yêu nhau, phải đem hết tất cả những lòng thành thật của mình ra đi, thì Ngài xóa liền thôi, tái mến. Mình tưởng mình lép nhép về là trời Phật chứng mình sao? Bên trong mình không có đặc biệt, mình là con trời rồi, Ngài đâu có bắt lỗi mình đâu. Tại mình làm sai luật thì Ngài phải đem mình ra trị lực, còn mình làm đúng lực thì Ngài đâu có giết mình đâu. Ráng cố gắng. Hôm nay là một ngày quý vị đã vui mừng để đón xuân mới. Một niềm vui này không thể tỏa được, vì vui ta được lập công bồi đức, vui là ta được sống chung quy, tập làm dân chủ. Một cái sự vui vẻ, một nguồn tin của mình mà đạt được đây thì sự vui của Phật quý vị nên gìn giữ, đừng để mất mát, đừng bỏ cái niềm vui đó. Sung sướng vô cùng, hôm nay ta đã lãnh việc hết, không còn mang mển một cái gì của trần ai trượt bẩn nữa hết. Thì người ấy là người nghèo, người ấy là người không có tài sản, người ấy không có địa vị uy quyền mà không có ai khen tặng hết đó, là ta sung sướng vô cùng còn gì nữa đâu. Họ bỏ ngoài lề, họ hất xuống biển, họ đạp lên đầu cũng không sao hết. Là một cục đất, là một sỏi đá, là một hạt tro, hạt cát sa mạc mà. Chỉ có linh hồn là hoài bão thôi. Sau bao nhiêu ngàn năm sẽ lưu lại lịch sử của một người anh hùng, hay là một người chí khí, hay là một vị tiền bối chúng ta đã qua đời rồi mà vẫn còn để lại những hậu thế, những gì? Thì mình là một người con rồng, cháu tiên, dòng giống của Phật, phải đại từ đại bi, phải quảng đại bác ấy, những thực hiện nhân hậu, đối phó với nhau, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Chứ Đức Cầu đâu có bắt buộc cái gì. Phải theo này, phải tụ tập, phải vui đùa, phải đông đầy mới là tu sao? Quý vị phải đang cố gắng. Nếu vị nào còn gần bên bần sĩ Đức Cầu thì phải ráng hiên ngang, Ngài cho thêm mình cơ hội. Cậu cũng biết khó mà vượt qua lắm. Nó có nhiều cái sợi dây quan nghiệt, nhiều đời kiếp mà nó sẽ siết buộc mình. Ta phải dùng gương trí huệ để chặt đứt nó. Khó mà về bồng đạo, khó dự cảnh Tây Phương, vì ma quái nó đầy đường hết. Quý vị có hiểu được không? Ráng cẩn thận, đừng cống cao ngạo mạn, không có gì được gì cả. Mà mình phải hạ từng cấp mình xuống, làm rác, làm tôi mọi tro bụi để cho chúng đạp trà. Hay là mình cất thành khảm chăn chiếu cho những người nằm, những người đắp, đâu có giá trị gì đâu. Quý vị suy nghĩ lại đi, nếu còn cao dòng, mộng mơ, ý muốn mình còn cầu có thì không thành tựu được. Vì tới đây đã kết thúc rồi, phải tự tu chứng đắc tại thế, tự mình giải quyết lấy mình. Thấy mình trật kiểm việc liền sửa đổi. Diện tướng mình hùng hồ hung nô quá, diện tướng mình cao cầu đi, cái tướng thấy như vậy phải sửa lại. Phật 32 tướng tốt, mình cũng phải có một hai tướng tốt như Ngài chứ. Vì mình làm dân của Ngài, thọ tùng quyền, bình trị của Ngài chứ, phải giống y như Ngài mới sang. Nếu mình thương cha mẹ và có hiếu đồng hòa với anh em của mình, bữa cơm vui hút, cha mẹ buồn vui gì cũng hết hết à. Cha mẹ thấy được mình á, vui quá trời, con tôi bữa nay nó sum họp một nhà vui quá, cha mẹ rất là hài lòng, thỏa mãn, con này mình nghịch với nhau, quýnh với nhau là mình có hiếu, không có hiếu. Hôm nay thầy tổ cũng như ai là ai, trời đã sai một tướng trời xuống đây để cầm phúc lệnh xuống đây, mà mình đã bất cần thì tất nhiên mình đã khi dễ trời, là mình phải bị chết. Hôm nay Đức Ngài xuống đây là vì lệnh của trời đất, mình cứ thọ lệnh trời đất đi, mình khép nép để phương phép học đạo đi. Dù quyển kinh sách này của ai đi nữa cũng của Phật, có tiếng nói của Phật là thấy sợ rồi đó. Thấy Ngài quá di diệu diệu, muôn phép đa đang, Ngài rất là từ bi, tối cao tối thượng mà dạy mình đó. 1000 quyển kinh, 1 thiên kinh, 1 giảng lý kinh, chúng cũng phủ phàng không có nhận, thì làm sao mình được tinh tấn khai thông.
chút lát đi đã hủy diệt Trần Hồng. Trời lập lại đại đồng thánh đức, đang tiễn lửa ai là người tốt bực, chịu đói nghèo chung sức âu lo, cảnh đói đau sang cả không thăm dò, lo dưỡng trí đức to tài rồng. Đạo đâu có biết cậu với đức ngài đáng mơ đáng mộng, sợ chúng sanh nghiệp cộng quá đầy, rồi nay mai mà lặp lại rồng mấy, thật xương nát rơi đầy đâu còn nữa. Sợ mới thúc hối mới bảo trò tu tập sửa, đừng có để tấm lòng mình nghiêng ngửa rối bên, chúng sanh giờ hay mê cảnh chê khen, hãy lợi ích thì khen vui thú. Cậu đã dặn trò nên chăm chú, đừng có mê lê lụ bên ngoài, cuộc hành trình cũng phải trắng tay, sớm mài miệt để rồi gặp Như Lai đại bảo. Hết tiếng nói rồi, ôi quý đạo, nhìn học trò ngái thảo thì mừng, nhìn giữ hung mắt lễ rưng rưng, lòng thương xót làm sao chấn hưng đời được. Phải cố gắng để rồi lập lượt, phải cố tu mới được vinh quang, phải cố làm mới được giàu sang, phải cố nhận thì Tây Phương trở lại. Đêm thanh tịnh, cậu không có bảo trò quỳ lại, nghĩ đi trò, đừng cung bái làm gì, sửa tánh chân nết hạnh tu đi, trung giới hiếu trọn nghề thầy tu. Hằng ngày việc gì cũng lo tu bổ, đem tình thương đừng phỉ nhổ với nhau, câu kinh tiếng kể ngạc ngào, thầy mình xuống thế đời nào rõ không, thay mặt Phật để gánh gồng khuyên chúng, thay Phật trời đi đúng ở việc giáo dân, mà sao bá tánh xa gần không lo tu niệm hưởng ân ngày tàn. Phỉ nhổ Phật, mắng nhiếp thánh thần, giờ này phải bị tiêu lần còn đâu. Cậu xin nhắc đôi câu trò hiểu, câu thuy văn lựng biểu phải nghe, sau này đừng để chữ dè ắt là ngộ nạn sợi sau cùng. Cậu biết khổ lắm ấy chứ, đâu có ung dung hồn sát, sợ đời kề mới nổ nạt để dạy trò, tội gì đâu thúc hối âu lo, ai đem bạc của kho mà cho. Thôi trò ráng đi, cậu xuống đây làm huynh trưởng, nhắc một lần này rồi ráng mà kỹ lưỡng để tu, khỏi cần mỏ ơi công phu chuông kia rền ráng, rồi trò không ngao du làm gì. Phải kỹ lưỡng ăn nói, tâm tánh phải sửa để tu đi, kiếm mình còn thì bỏ, không có gì ngại đâu, khi mình mệt mỏi canh thâu tỉnh thì ráng niệm Phật đâu đâu nhớ lời lời thầy tổ, để lưu đời sau đó. Một câu văn phải gắn bó keo sơn, hạnh đạo tu dù khổ không sờn, dù có chết chô qua cơn thế gian, không ai sống được trên đời này cao cả, đã ở trên rừng còn phải ra vai băng, sao trò không chịu thương hằn, học thì năng học khó khăn đừng về. Phải cố gắng để diệt mê về đạo. Hôm nay đức cậu cho biết quý vị cũng có phúc lắm, bình minh sắp tới nhưng chưa được an đâu, thì kệ cái gì, mình cứ lo mài dũa tâm mà tu. Mình phải đóng kịch trên sân khấu này rõ ràng, từ bỏ là hồng trần, tuy ta còn ở không nhiệm, ta còn đây mà ta đã lui rồi, kỷ cương lại một chút. Đối với tất cả người phàm đời mà quý vị nói chuyện họ nghe không được, mà huống gì tiên Phật Thánh làm sao nghe được. Quý vị kỷ cương lại đi, suy nghĩ kỹ lại coi, thái độ của mình mà, chân như của mình nè, tâm tánh của mình nè, nó xuất hiện ra quyền, quyền bí lắm, hoài bảo đó, mà mình không có, không trao chuốt, mình không giữ gìn, mình không âu lo, mình không kỹ lưỡng,
thì có cái gì ở ngoài này mà còn tồn tại mà mình đi lo săn sóc kỹ lưỡng cái cảnh này? Thấy chưa, nó hợp rồi nó tan, nó còn rồi nó mất, nó đến rồi nó đi, nó là bọt nước mà. Nhìn kỹ lại đi, ngay bây giờ ta mập rồi ốm, trắng rồi đen, nõn nà rồi da nhăn mắt thòn. Cậu đã biết cuộc đời là khổ, nên tìm kinh phổ độ dạy trò. Nhắc nhở hoài ý đạo không lo, lời kinh sử ngài cho phong lành. Đây sắp tới biến thiên đổi cảnh, ngày về rồi không rảnh ở dài trần. Dài nhiều năm bao tháng mấy lần, trăm ngàn kiếp có phần lưu diện. Nay trễ nải thần tiên gần hiện, kẻ giữ hùng làm miếng làm mùi. Cậu buồn đời mất lệ cuồng trôi, muốn bỏ lãng không ngồi nhắc nữa. Cho ráng tập lòng mình ráng sửa, để làm dân Phật quốc sau này. Mặc tình ai nói đó nói đây, ta tu niệm nghe thầy nhắc nhở. Hiền đức hạnh sau này gặp gỡ, không mất đâu từng thở vẫn còn. Giữ tấm lòng đó tờ như son, bia còn tạc hằng còn lưu lại. Đã hết đời đừng cung nghinh bái, lùi đèn nhang quỳ lại làm gì. Sắc tướng kia sắp đã còn chi, tâm đặc biệt khỏi quỳ khỏi bái. Đường thẳng đi đừng nên sai trái, lưng rồi tri nẻo phải cứ kề. Hỏi lại mình kiếm việc tới thế, chưa ổn định còn mê còn mùi. Ráng học đạo sấm soi trong bụi, dù cơ hàng cắm cụi đừng sâu. Việc ăn làm phải đúng đâu đâu, cách ăn ở phải hầu phải nhìn. Tâm đặc biệt không nên toan tính, một thằng lòng nhã nhịn tu hành. Dù đời kia có giật có dành, họ nói chuyện không lành thay kệ. Ngự tu niệm đừng lầm mỹ kế, phép tà ma cao cả quá cường. Nhịn nhục người rất quý thầy thương, sao ta dần tấm gương quá rõ. Đừng thấy kẻ khua môi múa mó, làm hùng hồ chớ có những gì. Ta lắng lòng sửa đạo tu mi, cho chắc chắn trường thi mình đến. Thầy thương xót đêm lòng quá mến, cạn đời rồi còn đến còn tìm. Dạy nhủ lòng trỏ ráng học thêm, mặc tình thế thử ta kèm kẹp. Luyện tu tâm lòng mình không hẹp, rộng bao la rất đẹp giữ đời. Toan tính mu rồi cũng tả tơi, hùng dư ác trong đời cũng hoài. Nay cậu chỉ cùng trong giao phái, khỏi đèn nhang lại bái hay quỳ. Tưởng niệm thầy mật kính a di, đừng ngoài mặt cuồng suy lợi lạ. Làm như vậy chớ mưa phải ta, không lo tu giải thoát nặng nề. Thầy nhắc cho mà vẫn tái tê, vì nhìn thấy nặng nề nghiệp quá. Ráng tu tập lòng mình hỷ xa, đừng học đòi theo gã con đầu. Sáng tới chiều hành đạo rất tô, trí mài dũa thì thôi quá sáng.
tu cao cả hy sinh mới đáng. Nhịn nhục người kết bạn tâm đồng, thấy quả căn là nghiệp trả xong. Đừng dai nữa thì lòng thanh thoảng, nay kết thúc đức ngày quá mòn. Còn phút thời nhẫn nhủ phiền lớn, học trò ngoan chi khí đừng sờn. Giây phút nữa qua cơn lặng sông, trò học khổ ta đây cảm động. Nào có vui mơ mộng cung đài, lợi dưới danh cảnh giả trần ai. Không tồn tại ngày mai siêu quỷ, nhắc trò ráng tu hành cho kỹ. Mọi việc làm quan hỷ cho người, muốn làm dân Phật quốc phải tươi. Chỉ phải sáng người thông đạo quả, còn nguyên vẹn nhờ ta hỷ xa. Cao đức ân không trả lại còn, việc phàm đời lìa hết món ngon. Cảnh hư ảo đừng dây mượn nữa, trò quan đạo ráng đi rồi tựa. Tự lòng ta cứu chữa bản thân, ngày mai đây sự thế hầu gần. Không phước đức mất thân hồn xác, đừng có trách Phật trời Bồ Tát. Đừng cao cường động vọng làm gì, nhìn thế gian môi mép quá đi. Không được lợi chữ thì thần thánh, ta kêu réo bảo thôi bỏ tánh. Đừng kêu căng ngạo mạn mất hồn, rõ hay chưa nghiệp quá dập dồn. Tội cao cả còn hơn non núi, còn thể xác hồn kia qua đuối. Ta lựng rồi trong bụi mớ tường, còn ngồi đây là mến là thương. Mới lật sắc từng chương bi lì, cậu đang kiếm những người tài trí. Dựng trường an thi cử tên đề, bao nhiêu năm xuân thế ủ ê. Chưa đánh việc bồ đề nương tựa, thương bá tánh dòng châu lệ ứa. Phải siêu tầm nhiều bữa khuyên trần, bảo làm người phải biết hiếu ân. Sửa tâm tánh hoàng lương tốt đẹp, việc tặc tử tà tâm phải dẹp. Cảnh ở ăn nhỏ hẹp đừng còn, lời thiết tha kêu réo bà con. Cùng bổn đạo sắc son răng dự, nếu thương cậu chỉ thôi hai chữ. Sự nói năng kiên cử ứng hầu, trong quá trình học đạo khá lâu. Đừng để mất lo giữ lại, đây sắp tới nhiều điều nguy hại. Ngày đầu điên cho biết đặng chờ, chén hồng trần suối trượt chơ dơ. Giữ hung ác dập dờ trôi hết, làm dân Phật trước ta đoàn kết. Cực sống giàu mê mệt không buồn, giữ tấm lòng học đạo đi xuống. Cùng quay lại cội nguồn Phật quốc, ta đâu có tài ôi bảo vật. Hai trần châu mã đau sự gì, chỉ có lời giáo đạo từ bi. Phật sai biểu phải đi khuyên chúng, phàm đừng nghĩ trần gian ta dùng. Xong rồi về xưng tụng làm gì, nghe lời lành ráng tịnh mau đi. Tâm linh đó ráng ghi ráng nhớ, buồn thế hệ ngày này nhắc nhở. Đầu xưng qua đừng chớ đừng triêu, sửa mau đi tu tập ít nhiều. Trời xóa tội Phật ban hồng phước,
khổ thử thách ráng làm cho được. Bản văn đề cho trước linh đền, lịch sử kia bia đó đừng quên. Anh hùng tận chứ khí hùng nào tận, nay cậu khổ quân tàn còn bận. Bận việc gì mà hỡi con ngồi, chẳng bận trần ba tánh tan ngôi. Bận thương chúng phải trôi ra biển, bận vì ta còn đang thâm viên. Khắp năm châu bốn bể xa vời, sợ mỗi người trôi nổi ngoài khơi, nên mới nhắc đem lời quá tuyệt. Mổ tâm tánh cho người thấy biết, nói như vậy chỉ xiết không tàn. Không phải giờ đức cậu lên thang, nói cho rõ rồi sang tuyết mới. Nhắc đồng đạo hoàn cầu thế giới, rõ thân chưa còn hỡi lưng chừng. Tu bao nhiêu mà lại khoe xinh, tâm không dũa không mài cho biến. Không đại hùng đức ôi luân liên, sừng ta tu cao cả ngút trời. Làm việc gì vẹn dữ khắp nơi, trong hoàng vũ mãi lưng không lọt. Thấy quá tợn toàn là cáo bọt, lại xưng hô tán tùng mây rồng. Thấy thế gian quá ít phước công, còn cái tội não nồng cao cả. Đường hiện đạo không lo rồng rã, trưởng phước dài ôi đã quá mòn. Hỏi làm sao hồn xác đặng còn, tạo việc ác đặng rồi mỗi miếng. Gạt trời Phật ở ngoài cầu nguyện, làm rình rang mất xác tiêu hồn. Tâm con đồ dại dột bôn chôn, ba tiếng sấm thành chồn thành thu. Việc đạo nghĩa không lo chăm chú, thảo ân hiền không phúc đáy hoài. Đời tu hành gặp Phật Như Lai, gặp sao được đức ngài cao quá. Nghiệp tội đó không đền không trả, biến lự thân không lập quả công. Hỏi làm sao giữ được mây rồng, thấy quá chán nên ông muốn bước. Lẽ đâu bỏ trò ơi nước ngược, còn tay chèo qua biển sóng trần. Đưa con trời trở lại tân dân, rớt nước mắt hồng ẩn ban phước. Đau với khổ có trời hiểu được, phần bần nghèo không vượt đâu phàm. Muốn yên rồi phục quốc nhà Lam, thân bần sĩ cô đàm nương tựa. Thấy ba tánh dòng cháu chăng chưa, nhìn cuộc đời nghiêng ngửa biến thiên. Nỡ nào ta tỉnh nghỉ ngồi yên, mời toa bút để biên ít chữ. Gửi đồng đạo tự lo tự sự, nếu không nhìn tham dự sau cùng, thì đừng trông trở lại không trung. Mất thể xác tiêu hồn lãng ngạch, thơ giáo lý phú văn chỉ dạch. Quá rõ ràng phân tách hai đường, chẹn hồng trần đừng có vấn vương. Còn bi lị rồi thiên đỏ khổ, miệng thì nói ghi ân thầy tổ. Tâm cọc cần thảnh nổ vẫn còn, mà có cần lời dặn hiếu vương. Lo sai đắm hao mòn hư ảo, nếu trả ơn phải gìn người đạo. Chí thiện thành sao dạo cõi trời, ta giúp cho bá tánh khắp nơi. Nào lợi ích mà ta lại kể, bông Di Đà từ bi cõi rễ. Lẽ nào đâu ta hưởng một mình, mong bá gia trò ráng trọn tình. Cảnh ăn ở có tình nơi chúng,
hiếu đức nghĩa Phật trời hưởng dụng. Sau này đây cung phụng liên đài, cuối mùa rồi nối nhiệt bi ấy. Nay ta nhắc đừng phai ráng vàng, tâm thanh tịnh mày gươm cho bén. Giữ niềm tin giữ vàng một lòng, chữ thị chung phải ráng song song. Đừng bôi xóa lạc hồng chung thị, chuyện ăn ở trong quân thế kỳ. Bối tàn đời rên rỉ gần kề, đừng phí thân dùi trốn sông mê. Ráng chấp nhận nặng nề học đạo, học phải có lòng ngay giả thảo. Lòng hằng lòng mài đạo đắc thành, bả định chung với cả lời danh. Không cần thiết mình thành tội nguyện, đường học đạo ôi thôi nhiều chuyện. Thách thử mình tu luyện thành người, sau này thầy kiểm việc nghe ngươi. Không có mất đừng ôi lo sợ, đêm thanh tịnh ngồi thuyền đảm nhớ. Sợ học trò bị lỡ hội trường, sách sử kinh thức dạy từng chương. Chăm chú học tận tường mới đắc, chúng đồng bạn có khe có khắc. Lòng nghe thầy thầy dắt mình về, nó biến lời cứ hỡi cập về. Còn ta ráng bút đề kinh sử, học phải khổ khử trừ trăm thứ. Đừng đưa đòi hoại nát học hành, phải lượng phân mới đạt công danh. Lòng trì chí thành thân tội nguyện, học khổ lắm xảy ra nhiều chuyện. Đặng trường an chiếm bản công thành, đức phước ân phải ráng dụm dành. Tập thành đạo làm dân đất Phật, nhất phải bỏ tiền muôn tài vật. Bị cuốn lôi thất học bỏ trường, theo con đồ chơi kẻ bất lương. Tập dại dột đòi thôi thái quá, áo và mặt chữ tu không xả. Đạo không thành quả trả không đền, chỉ là tu riêu rác bập bền. Thả trôi nổi kẻ lên người xuống, ngoài miệng tu tâm còn ham muốn. Nọ dưới kia khen tặng rùm trời, muốn gian danh bốn bể người ơi. Hồn mục mạc xác thân hoại diệt, mất hết ráo mà ai đâu biết. Ta kiếm rồi tê tái cả lòng, lo làm chi rồi lại hoài công. Cũng đồng tộc non sông đất nước, khó giữ khổ ráng mau cho được. Công được thành danh tội mình nhờ, thúc hối trò đừng có mê chơi. Phải quay lại bên trong rồi biết, dòm ngó nó để sanh rồi diệt. Bỏ rồi tìm ngoại cảnh làm gì, Phật tấm lòng hiền hậu từ bi. Đâu có giữ có khi ai vậy, đắc quả Phật mình đâu có thấy. Trên dài đường bẻ gãy trong gây, muốn thành thân diện kiến Như Lai. Trí phải sáng tâm mày vua giết, không cũng chết giữ hung cũng chết. Biết được còn khỏi việc quân này, đừng xưng hô ta quá dở hay. Cao dơ thấp làm chi vậy chứ, tâm hiền hậu đức ngài nhắc nhở. Gieo việc chi sẽ hướng cận kề, tuy rằng mình ở tại trần mê. Không có nhiệm thật là cao cả, kẻ chữ mắng ta nên hỷ xả. Vì Phật xưa nói quả của mình, người con đồ ta vẫn ăn xin. Kẻ giàu có ta tình cao cả, mỗi người đó có căn có quà. Nếu nguyện tu phải trả cho rồi, học đến trường chớ có lôi thôi. Học gấp mấy mới rồi bài bồn,
đã cực nhọc còn gặp ơi nguy khốn, thử thách ta quy bổn về miền, từ làm phàm trở thánh hoàng tiên, đâu có dễ, ráng kiên ráng cự, đó hoài bảo trò nên gìn giữ, cả chúng sanh như một không hay. Giờ tịnh tâm đức cầu cho bài, trích để dạng rồi hay hiểu được, đừng dừng lại ôi thôi răng bước, theo Phật ngài nước ngược ráng chèo, đã khổ thân ác độc còn gieo, đó là chung niệm nghèo sắp tới, ta thay mặt trong miền thế giới, lãnh lệnh trời khắp khởi khuyên trần, không lẫn xa rồi chẳng lẫn gần, từ sơn giả rừng thần lặng ngục, người không biết kể kinh ta giúp, để siêu miền tịnh độ trở về. Thật chán đời sao quá ô mê, mê chi cảnh nặng nề mất kiếp, nay cao quý giờ này còn dịp, không gieo ân làm thuyền để dành, cứ trông chờ Phật pháp tái sanh, mình thành bụi thành tro thành cát, tô điểm trong tâm mục nát, thầy chán chê cho kẻ dạy khờ, không lô tâm còn mãi thờ ơ, không thức tỉnh mà chờ gặp thánh, quá chê chán cho phàm lộng cảnh, kể từ đây gặp quả liền liền, gieo ác tâm ăn ở không hiền, ai cứu được đéo tiền kêu Phật, xác hồn vía không còn sắp mất, người nguyên thân sắp tật sắp nguyền, kẻ sang giàu quá lòng bạc tiền, đây đổi lợi mãi hiền sinh sợ, tại khi trước khua môi ve mở, ý giàu sang cao có lưng hầu, hiếp đáp người chữ